Ngày 18 tháng 11, giờ địa phương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhắc lại những cảnh báo trước đó của Tổng thống Vladimir Putin về việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Tổng thống Nga đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này. Bà Zakharova nói với hãng tin RBK của Nga sau khi tờ New York Times dẫn nguồn quan chức giấu tên cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho Kiev triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhận định với báo giới, các nước phương Tây tiếp tục đùa với lửa. Đây là bình luận của bà Maria Rakharova trước những nỗ lực của Anh và Pháp nhằm thuyết phục Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Tuần trước, Telegraph đưa tin London và Paris đang tìm kiếm sự cho phép của Washington để bật đèn xanh cho các cuộc tấn công bằng các tên lửa hành trình Storm Shadow Scrapper trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Nếu chính quyền Kiev được cho phép tiến hành các cuộc tấn công trên, chúng tôi sẽ coi NATO trên thực tế đang tham gia vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Phản ứng trước việc sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây nhằm vào lãnh thổ của chúng tôi sẽ diễn ra ngay lập tức và có khả năng tàn phá, bà Darachova nói. Cũng trong tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy là dấu hiệu cho thấy NATO sẵn sàng tham gia vào xung đột. Nếu như vũ khí như vậy được sử dụng, thì điều đó tức là không chỉ Ukraine mà các nước NATO đang sẵn sàng giao chiến với Nga, ông Rarov nói với Russia, Sergotnia. Hồi tháng 9 năm 2024, ông Putin đã xác định vấn đề vũ khí tầm xa là làn danh đỏ mà phương Tây không nên bước qua bởi nó sẽ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột. Nếu điều này xảy ra, ông Putin đã khẳng định Nga sẽ phản ứng thích đáng. Cuối tháng 9, Nga đã đưa ra câu trả lời bằng việc sửa học thuyết hạt nhân với cập nhật chính là mở rộng danh sách những mối đe dọa quân sự nằm trong phạm vi áp dụng chính sách dân đe hạt nhân của Nga. Theo đó, Nga coi bất kỳ hành động gây hấn nào từ một quốc gia không vũ khí hạt nhân nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia có vũ khí hạt nhân là một cuộc tấn công chung chống lại Liên bang Nga. Moscow sẽ kích hoạt vũ khí hạt nhân trong trường hợp nước này xác định một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa, máy bay hoặc drone nhắm vào Nga cũng như phát hiện sự xâm phạm qua biên giới quốc gia Nga. Ông Vladimir Drabarov, phó lãnh đạo Ủy ban các vấn đề quốc tế của Thượng viện Nga cũng cảnh báo rằng phản ứng của Moscow sẽ là ngay lập tức. Đây là một bước tiến rất lớn hướng tới sự khởi đầu của Thế chiến thứ ba. Ông Drabarov nói với hãng tin TASS, bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể ảnh hưởng đến chính Ukraine. Với việc chính quyền của ông Biden sắp kết thúc và chính quyền của ông Donald Trump sắp tới cho thấy ý định chấm dứt chiến tranh ông Putin có rất ít động lực để hành động kiềm chế trong việc trả đũa Kiev, nhà phân tích quân sự Jennifer Kavanagh nhận định. Hãng tin Reuters dẫn lời các chuyên gia quân sự cho rằng không loại trừ khả năng Nga sẽ khởi đầu bằng một cuộc thử hạt nhân. Trong trường hợp của Anh, nước vừa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow, Moscow có thể tuyên bố London là bên tham chiến trực tiếp. Cựu cố vấn Điện Kremlin Sergei Markov nhận định với Reuters. Con trai cả của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, Donald Trump Jr. đã chỉ trích Đảng Dân Chủ sau khi có thông tin Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ sản xuất để tấn công lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Donald Trump Jr., người đã vận động cùng với cha mình trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, đã giúp ông chọn các thành viên cho nội các tương lai của mình, đã không tiếc lời chỉ trích quyết định của chính quyền Biden trên mạng xã hội tổ hợp công nghiệp quân sự dường như đang muốn đảm bảo rằng Thế chiến 3 sẽ diễn ra trước khi cha tôi có cơ hội tạo dựng hòa bình và cứu sống mạng người, ông viết trên X hôm 17 tháng 11. Chính quyền Tổng thống Biden trước đây đã hạn chế việc Ukraine sử dụng tên lửa Attack MS với lý do lo ngại Nga có thể trả đũa. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã quyết định đảo ngược chính sách của mình, theo báo cáo của nhiều hãng thông tấn. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Charlie Kirk, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ chính trị bảo thủ Turning Point USA, cũng cáo buộc Tổng thống Biden đang cố châm ngòi thế chiến 3. Thật điên rồ, vũ khí của Mỹ không nên được sử dụng để tấn công vào nước Nga. Hãy tưởng tượng nếu Nga cung cấp tên lửa để bắn vào nước Mỹ xem. Kịch đăng trên mạng xã hội. Nhà trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Tổng thống đắc cử Trump hiện chưa lên tiếng về thông tin này. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đòn tập kích không được thực hiện bằng lời nói và tên lửa sẽ tự lên tiếng. Vladimir Dabarov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Thượng viện Nga cảnh báo động thái của Mỹ có thể dẫn đến Thế chiến 3. Nghị sĩ Andrei Kalithat, thành viên cấp cao của Hội đồng Liên bang cho rằng phương Tây đã đưa ra quyết định leo thang có thể khiến nhà nước Ukraine hoàn toàn sụp đổ vào hôm sau. Nếu được xác thực, đây sẽ là thay đổi lớn về chính sách của Washington do chính quyền ông Biden trong thời gian dài đã từ chối gỡ rào vũ khí cho Kiev vì lo ngại căng thẳng gia tăng, bất chấp lời kêu gọi của giới chức Ukraine. Điện Kremlin từng cảnh báo động thái như vậy sẽ là bước leo thang lớn trong xung đột. Một số quan chức Mỹ nhận định hành động của ông Biden khó thay đổi cục diện chiến trường về tổng thể, song vẫn sẽ giúp ích cho Ukraine vào thời điểm Nga đang đạt nhiều bước tiến, đồng thời tạo điều kiện để Kiev có vị thế tốt hơn trên bàn đàm phán nếu hai bên đồng ý đối thoại. Quyết định của ông Biden được nhiều người coi là nỗ lực cuối cùng nhằm tăng cường khả năng quân sự của Ukraine trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm 2025 trong chiến dịch tái tranh cử của mình ông trump đã bày tỏ sự hoài nghi về việc viện trợ vô điều kiện cho kiev và thề sẽ giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao việc ông trump sắp trở lại nhà trắng khiến đảng dân chủ cùng các quan chức ukraine và eu lo ngại chính quyền mới có thể từ bỏ ukraine moscow nhiều lần tuyên bố rằng việc cho phép sử dụng vũ khí phương tây sâu bên trong nước nga sẽ là tín hiệu cho thấy nato can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ đưa ra những quyết định phù hợp để đối phó với các mối đe dọa. Nga đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kiev của Ukraine bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái ngày 17 tháng 11, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 9 người bị thương trên nhiều khu vực. Theo tờ The Kiev Independent, nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra ở thủ đô Kiev từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 15 sáng ngày 17 tháng 11 theo giờ địa phương. Các vụ nổ cũng xảy ra ở nhiều thành phố khác. Đợt không khích bằng tên lửa mới nhất này là cuộc tấn công lớn đầu tiên vào Kiev sau hơn 2 tháng qua. Trong những tháng gần đây, Nga thường sử dụng UAV tấn công thủ đô Kiev. Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Hekman Halushenko, Nga đã nhắm vào các cơ sở sản xuất và truyền tài điện trên toàn Ukraine. Ông Halushenko cho biết, nhà điều hành hệ thống truyền tài điện đã khẩn cấp thực hiện các đợt cắt điện khẩn cấp. Thị trường Kiev ông Vitaly Grisko thông báo rằng do mảnh vỡ UAV rơi xuống, một căn hộ trên tầng 4 của tòa nhà trung cư 5 tầng tại khu Perchers đã bốc cháy. Trong khi đó, theo thống đốc thành phố Mykolaiv, ông Vitaly Kim, ít nhất hai người thiệt mạng và 6 người bị thương ở thành phố này trong cuộc tấn công lớn bằng UAV và tên lửa của Nga. Không quân Ukraine đã phát lệnh báo động không kích trên khắp các khu vực vào khoảng 6 giờ sáng để cảnh báo về cuộc tấn công. Nhiều tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm đã được phóng từ Biển Đen cũng như từ các khu vực Astrakhan và Krasnodar của Nga nhắm vào nhiều khu vực. Các UAV tấn công của Nga đã xuất hiện ở nhiều thành phố trên khắp Ukraine. Trước đó, không quân Ukraine nói rằng các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 đã cất cánh từ sân bay Olenya ở khu vực Musman của Nga. Theo kênh Telegram có tên War Monitor, tổng cộng 17 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 đã cất cánh, trong đó có 7 chiếc xuất phát từ căn cứ không quân Angel ở khu vực Saratov. Trong những tháng gần đây, Nga chủ yếu tập trung vào các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn để áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine tại các thành phố trên cả nước. Không quân Ukraine từng thống kê rằng Nga đã phóng ít nhất 4.300 UAV tấn công loại Said và các UAV tương tự từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2024. Mặc dù các cuộc tấn công bằng tên lửa đã điều thường thấy ở các khu vực phía đông của Ukraine, nhưng hầu hết các thành phố, bao gồm cả Kiev, đã phần lớn tránh được các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng trong những tháng gần đây. Cuộc tấn công lớn gần đây nhất xảy ra vào cuối tháng 8. Trong khi đó, hãng tin TASS hôm ngày 17 tháng 11 dẫn lời giới chức Nga cho biết, tuyến tiếp tế huyết mạch của quân đội Ukraine ở thành phố Khurakhov đã nằm trong tầm bắn của pháo binh nước này. Việc tiếp tế cho binh sĩ phòng thủ ở thành phố Khurakhov không hề dễ dàng khi tuyến đường dẫn từ tỉnh Zaporizhia, nơi việc tiếp tế diễn ra đang nằm trong tầm hoạt động của pháo binh và máy bay không người lái Nga, nguồn tin từ giới chức Nga nói. Quân đội Nga sau khi kiểm soát thành phố Uleda đầu tháng trước đã đẩy mạnh nhiều hoạt động quân sự nhằm vào thành phố Khurakhov. Vào ngày 13 tháng 11, lực lượng vũ trang Moscow tuyên bố đã bắn sập một cây cầu được quân Ukraine dùng làm đường tiếp tế cho binh sĩ phòng thủ thành phố này.